đó là khi mà bệnh nhân người ta họ vào với mình thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhận biết được qua quá trình hỏi bệnh rồi thăm khám, là chúng ta phải nhận biết được là liệu bệnh nhân có phải là đang trong tình trạng cấp cứu nặng, họ có dấu hiệu đe dọa đến chức năng sống hay không, hay là họ chỉ có một cấp cứu ưu tiên hay là họ chỉ đi khám bình thường thôi. Như vậy làm việc tại khu cấp cứu và làm việc có một cái kiến thức làm nó mang tính chất là nó rộng, nó không đi sâu vào một cụ thể vào một cái bệnh cụ thể nào cả, mà nó chủ yếu vẫn là vấn đề nhận ra, nhận biết những dấu hiệu nặng, dấu hiệu cấp cứu và sau đó xử trí cho bệnh nhân nó ổn về mặt sinh hiệu. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chẩn đoán cụ thể hơn để mà sàng lọc rồi phân luồng cái bệnh đó vào những cái khoa tương ứng. Có thể là nếu bệnh nặng thì sau khi mà chúng ta xử lý cấp cứu xong thì chúng ta đưa vào khoa hồi sức hoặc là SICU. Còn nếu như mà bệnh nhẹ thì chúng ta có thể đưa vào những cái khoa tùy vào cái tình trạng, tùy vào cái mặt bệnh của nó là cái mặt gì. Thì với cái nội dung là 2 tiết cái bài này thì cũng rất là khó để mà nói hết. Tuy nhiên thông tin thì rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là các bạn là sau khi học xong cái bài này á, là các bạn phải nhận biết và phải có cái hướng được xử trí những cái dấu hiệu đe dọa đến năng sống của trẻ em, cái hướng thôi. Mục tiêu học tập của cái bài này là gì? Thứ nhất là chúng ta nêu được các triệu chứng và dấu hiệu của suy hô hấp và ảnh hưởng của suy hô hấp lên các cơ quan khác. Cái thứ hai là nêu được các triệu chứng và dấu hiệu của suy tuần hoàn và ảnh hưởng của suy tuần hoàn lên cơ quan khác. Và cái thứ ba nữa đó là nêu được các triệu chứng và dấu hiệu của tổn thương thần kinh và ảnh hưởng của tổn thương thần kinh lên cơ quan khác. Trên màn hình ở đây thì các bạn thấy là có ba cái vấn đề. Thì thực sự ra nó không có riêng lẻ. Ba vấn đề này nó có quan hệ liên quan chặt chẽ với nhau. Cái vấn đề của hô hấp có thể ảnh hưởng đến vấn đề của tuần hoàn. Vấn đề tuần hoàn có thể ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp. Và vấn đề hô hấp rồi cũng như là vấn đề về suy tuần hoàn cũng ảnh hưởng đến cái toàn trạng về mặt thần kinh, những tổn thương thần kinh, những ảnh hưởng về mặt thần kinh. Như vậy là ba cái vấn đề này nó liên quan chặt chẽ với nhau. Đôi lúc khi mà bệnh nhân đến với chúng ta có thể phát hiện ra vấn đề suy hô hấp, tuy nhiên chưa chắc là nó là bệnh lý xuất phát từ cái cơ quan hô hấp, giống như là phổi, giống như là đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới, màng phổi, mà nó có thể xuất phát từ một cái cơ quan khác không phải là cơ quan hô hấp. Ví dụ như những bệnh nhân suy tim thì chúng ta thấy rõ ràng là bệnh nhân là triệu chứng là từ cơ quan tim mạch, nhưng có thể là ảnh hưởng đến nhịp thở, có thể ảnh hưởng đến thở gắng sức, bạn có thể ảnh hưởng đến vấn đề trao đổi khí của hô hấp. Và một bệnh nhân có thể là biểu hiện của suy hô hấp, nhưng khi mà vào với chúng ta thì cái bệnh lý ở giai đoạn nặng là nó có thể ở cái dạng là em bé vào trong cái tình trạng là em bé nó kích thích, nó lơ mơ, thậm chí có một số đứa nó bị co giật nữa. Mà thực sự ra thì cái dấu hiệu về tổn thương thần kinh như lơ mơ, kích thích hoặc là hôn mê đó là cái giai đoạn ảnh hưởng trầm trọng của cái việc suy hô hấp hoặc là suy tuần hoàn gây nên. Nói như vậy để cho các bạn thấy rằng là chúng ta đánh giá về cái tình trạng của bệnh nhân trong cái quan điểm về mặt cấp cứu thì chúng ta không có đánh giá rời rạc, mà khi mà chúng ta đánh giá bệnh nhân là chúng ta đánh giá trong một cái tổng thể chung, trong đó ba vấn đề này tác động
liên quan qua lại lẫn nhau, thì khi đó thì vấn đề xử trí của người làm công tác cấp cứu thì mới đạt được cái hiệu quả, và chúng ta không bị bí trong quá trình xử lý cấp cứu bệnh nhân. Và cũng nhắc thêm ở trong cái vấn đề về mục tiêu học tập của cái bài này, thì các bạn sẽ chú ý là phát hiện cho được sau khi học xong, để phát hiện cho được đâu là một bệnh nhân đang đến với mình mà có những dấu hiệu nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng của bé. Tiếp theo thì đặt ra câu hỏi là chúng ta nhận biết các dấu hiệu đe dọa chức năng sống để làm cái gì? Tức là để sàng lọc nhanh trẻ bệnh, và chúng ta xếp phân luồng trẻ vào các nhóm. Có rất là nhiều bệnh nhân, nhiều đối tượng vào khu cấp cứu, nhưng nhiệm vụ của bác sĩ làm công tác cấp cứu hoặc là khi mà các bạn đi thực tập tại cái khoa cấp cứu của các bệnh viện thì các bạn phải đánh giá và xếp những cái bệnh nhân đó thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm có dấu hiệu cấp cứu thì chắc chắn là chúng ta phải cấp cứu xử lý ngay. Nhóm thứ hai là nhóm có dấu hiệu cần ưu tiên thì chúng ta khám ưu tiên, đánh giá không chậm trễ. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm không có dấu hiệu cấp cứu thì đa phần là có một số trường hợp người nhà họ đưa trẻ đến bệnh viện tuy là không có dấu hiệu cấp cứu nhưng người ta họ đến cấp cứu thì mình cũng phải khám, phân loại họ và có thể là hướng dẫn họ đi ra những cái khu vực khám dành cho khám bệnh, ví dụ như những cái phòng khám chuyên khoa. Các bạn có nghe rõ không ạ? Dạ có nghe rõ thầy. Như vậy á thì đâu là các dấu hiệu đe dọa đến tính mạng? Theo một cái hướng dẫn của trong một cái tài liệu của Bộ Y tế trong cái quyển về hướng dẫn điều trị một số bệnh nhi khoa của Bộ Y tế thì người ta họ chia ra có tất cả là 6 cái tình trạng. Cái này không phải là bệnh mà cái này là những cái hội chứng, thì 6 cái dấu hiệu, 6 cái hội chứng mà đe dọa đến mạng, bao gồm các bạn nhớ như in ở trong đầu trong cái này, khi mà bệnh nhân vào với mình thì mình phải đặt câu hỏi liệu em bé nó có bị những cái một trong những cái dấu hiệu sau đây không. Nếu có thì có thể xếp em bé vào cái nhóm là có dấu hiệu cấp cứu. Dấu hiệu thứ nhất là tắc nghẽn đường thở. Dấu hiệu thứ hai là siêu hấp nặng. Dấu hiệu thứ ba là tím tái trung tâm. Dấu hiệu thứ tư là các dấu hiệu sốc. Thứ năm là hôn mê. Thứ sáu là co giật. Thì trong cái câu hỏi để hỏi thi các bạn Y6 của trường chúng ta thì là một cái một trong những câu hỏi đó thì có liên quan đến những cái dấu hiệu đe dọa đến mạng này. Thì làm thế nào để các bạn nhớ như in trong đầu được 6 cái dấu hiệu này, thì các bạn có thể phân nhóm trong cái 6 dấu hiệu này chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái dấu hiệu về đường hô hấp. Như vậy chúng ta có hai cái hội chứng. Thứ nhất là hội chứng tắc nghẽn đường thở và thứ hai là hội chứng siêu hấp nặng. Cái nhóm thứ hai chúng ta có thể được cũng có thể là gọi là chúng ta phân nhóm nó ra là cái nhóm về tim mạch tuần hoàn. Thì gồm có hai cái hội chứng đó là tím tái trung tâm và các dấu hiệu sốc. Mặc dù tím tái trung tâm là cũng có thể là ở cái cơ quan khác chứ không có nhất thiết là phải là từ tim mạch
Tuy nhiên chúng ta chia nhóm ra để chúng ta dễ nhớ, cũng giống như chúng ta dễ thuộc khi mà chúng ta thực hành lâm sàng, cũng như chúng ta phục vụ cho vấn đề thi cử. Và cái nhóm thứ ba các bạn thấy là cái nhóm liên quan đến dấu hiệu thần kinh, nó gồm có dấu hiệu hôn mê và dấu hiệu co giật. Thì trong quá trình thực tế cấp cứu tại khoa thì các anh em bác sĩ ở trong khoa cấp cứu của bệnh viện phụ sản nhi, đặc biệt ở khu cấp cứu, thì thường gặp những cái dấu hiệu gì trong cái 6 dấu hiệu này? Thì thực sự ra chủ yếu nó vẫn thuộc về cái nhóm đầu tiên và cái nhóm sau cùng. Trong cái nhóm đầu tiên thì thường thường là dấu hiệu siêu hấp, mà sau siêu hấp nặng từ nhẹ, từ cái bệnh viêm phổi siêu hấp nặng cho đến viêm tiểu phế quản, cho đến rồi những cái trường hợp hen phế quản rồi đó. Thì cái nhóm thứ nhất trong cái tắc nghẽn đường thở, trong cái siêu hấp nặng á, là hay gặp nhất. Nhóm mà có thể đến với chúng ta trong quá trình xử lý cấp cứu đó là cái nhóm về thần kinh. Mà trong cái nhóm về thần kinh á, mặc dù nó có hai cái là hôn mê và co giật, nhưng mà đa phần thì cái nhóm mà bị co giật là rất là nhiều, rất là nhiều. Đa phần những trường hợp co giật ở đây là do bị sốt cao co giật. Bệnh nhân có thể vào ở trong tình trạng đang co giật hoặc là vừa mới cắt cơn giật. Còn những cái dấu hiệu về nhóm thứ hai như tím tái trung tâm và các dấu hiệu sốc thì có vẻ ít hơn. Đó. Thì các bạn nhớ là qua slide này chúng ta nhớ được hai điều. Điều thứ nhất là khi bệnh nhân vô cấp cứu thì bác sĩ cấp cứu phải làm thế nào đó để mà sàng lọc, khám nhanh, hỏi nhanh trẻ, để xếp trẻ vào ba nhóm. Thứ nhất, nhóm có dấu hiệu cấp cứu, nhóm dấu hiệu cần ưu tiên và nhóm không có dấu hiệu cấp cứu, để chúng ta phân luồng, tiến hành xử lý cấp cứu kịp thời. Chúng ta không làm thừa một công đoạn nào hết, mà chúng ta cũng không làm thiếu một công đoạn nào hết trong vấn đề xử lý cấp cứu. Và ý thứ hai trong cái slide này nhắc nhở các bạn là phải nhớ cho được là các dấu hiệu đe dọa đến tính mạng, để đi bất cứ nơi nào, làm ở khoa nào, thì mà các bạn mà tiếp xúc với bệnh nhân mà đã có những cái dấu hiệu này, có nghĩa là những cái dấu hiệu cấp cứu nặng, dấu hiệu đe dọa tính mạng. Và các bạn sẽ thấy rằng tại sao trong cái nhóm này, sáu cái dấu hiệu này không có cái tình trạng ngừng thở ngừng tim. Thì về thực ra thì ngừng thở ngừng tim là hắn đã nặng quá rồi. Tại là quá nặng là tất yếu, tất nhiên hắn là một cái dấu hiệu là rõ ràng đe dọa đến mạng. Nhưng đa phần, nhưng mà ngược lại, đa phần cái việc xử trí những cái tình trạng ngừng thở ngừng tim thì cái hiệu quả của hắn không có cao. Thì đa phần đối với trẻ em thì cái việc mà ngừng thở ngừng tim là gần như là một những cái giai đoạn cuối của một cái bệnh. Còn ngược lại, đối với những cái dấu hiệu mà 6 cái dấu hiệu này thì các bạn sẽ nhận ra một điều, những dấu hiệu này chỉ cần chúng ta mà biết cách xử trí thì cũng có thể giải quyết được cái hiệu quả của công tác cấp cứu. Thì chúng ta làm công tác cấp cứu là cấp cứu một cái trẻ nó đang sống nhưng mà nó mắc những dấu hiệu cấp cứu để làm cho em bé nó thoát khỏi tình trạng cấp cứu nguy hiểm đến mạng. Còn những cái trường hợp mà tình trạng ngừng thở ngừng tim, đa phần khi mà tôi làm ở bệnh viện thì đa phần là ngừng thở ngừng tim là những giai đoạn cuối và thậm chí xem như là tử vong ngoại viện rồi. Những cái cấp cứu khi mà trẻ mà đã ngừng thở ngừng tim là đối với trẻ nhi là thường thường là nặng nề. Nếu như mà nó có tim trở lại, thường thường là ảnh hưởng đến cái sức khỏe về mặt tinh thần, về não của em bé sau này. Như vậy, để đi sâu và cụ thể vào từng cái dấu hiệu của cái dấu hiệu đe dọa đến mạng này, thì những slide tiếp theo tôi sẽ trình bày cho các bạn theo ba cái nhóm. Thứ nhất là những dấu hiệu về mặt hô hấp, thứ hai
những dấu hiệu về mặt tuần hoàn, và thứ ba là những dấu hiệu về mặt thần kinh. Đấy, thì thứ nhất là A, là vấn đề như các bạn biết rồi, thở và đường thở. Thì trong một trong những sáu dấu hiệu nặng của cái tình trạng mà đe dọa, những cái dấu hiệu đe dọa tính mạng, thì các bạn thấy là có dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu suy hô hấp nặng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được là em bé, trẻ nhi đang bị suy hô hấp đó? Thì nói chung là cái suy hô hấp nặng, nhưng mà làm thế nào để biết trẻ đang bị suy hô hấp? Thì để đánh giá trẻ bị suy hô hấp thì chúng ta có ba cái. Thứ nhất là trẻ có biểu hiện của sự thở gắng sức. Cái thứ hai là những cái hiệu, những cái hậu quả của cái việc suy hô hấp, chúng ta gọi là đánh giá gián tiếp. Thứ nhất, thở gắng sức là chúng ta đánh giá trực tiếp, thăm khám trực tiếp. Đôi lúc chúng ta có thể đánh giá gián tiếp. Ví dụ như một số em bé nó khóc, những cái dấu hiệu về mặt trực tiếp chúng ta không đánh giá được, chẳng hạn như gọi là đếm nhịp thở của trẻ rồi tất cả những thứ không đánh giá được, thì người ta họ đánh giá qua một dấu hiệu trực tiếp, qua dấu hiệu gián tiếp, đó là những cái ảnh hưởng của vấn đề siêu hấp đến cơ quan khác. Các bạn có thể thấy em bé nhịp tim rất là nhanh lên, đúng không, em bé bị xanh da đẹp, tím tái, kích thích lơ mơ hôn mê, đó là những cái dấu hiệu mà ảnh hưởng của cái vấn đề siêu hấp lên vấn đề tim mạch, vấn đề ngoài da và vấn đề về thần kinh đó. Thì quay trở lại, để biết được một em bé nó có bị là bị suy hô hấp hay không thì nó phải thể hiện qua hai cái vấn đề. Thứ nhất là trẻ có thở gắng sức không, và thứ hai là những cái hậu quả của cái vấn đề suy hô hấp lên cái cơ quan khác. Thì thường thường khi mà các bạn vô thấy một trẻ bị suy hô hấp, thường thường nó đi kèm với những cái chẳng hạn như là có tím tái không, rồi vì tri giác nó mới kích thích, nó quái khóc. Ở trẻ em thì khó để mà xác định được vấn đề phân biệt giữa kích thích và giữa cái quái khóc tự nhiên. Tuy nhiên thấy một em bé khi mà nó vào nó quái khóc không yên, mình hỏi người nhà rằng em bé trước đây có như vậy không, mấy ngày bình thường em bé có như vậy không, mà người nhà nói là không có, thì rõ ràng vấn đề kích thích này là vấn đề có vấn đề, có vấn đề về thần kinh, có vấn đề về đau bụng, hoặc là có những vấn đề gì mà ảnh hưởng từ những cơ quan khác. Như vậy trong thở gắng sức là gì? Chúng ta đánh giá thở gắng sức cũng trên ba cái lĩnh vực thôi, ba cái nhóm triệu chứng thôi. Nhóm thứ nhất là đánh giá cái nhịp thở, xem nhịp thở có nhanh không. Thứ hai, đánh giá kiểu thở, là xem cái kiểu thở của em bé là có thể là rút lõm lồng ngực, thở đều hay thở không đều, những cái trường hợp rối loạn nhịp thở. Đó, thứ nhất là chúng ta đánh giá là nhịp, tần số thở, rồi kiểu thở. Và cuối cùng là chúng ta đánh giá gì? Chúng ta đánh giá âm thở. Như vậy thở gắng sức là thay đổi về tần số thở, kiểu thở và âm thở. Thì trong cái thay đổi về âm thở thì chúng ta có thể nghe bằng tai thường, nghe bằng tai thường bình thường thôi, chứ cần qua nghe ống nghe, thì chúng ta có thể nghe cái tiếng thở khò khè, tiếng thở rít, tiếng thở rây, thở nắc. Chúng ta có thể nghe và quan sát thấy được về cái thay đổi về cái âm thở. Và mình sẽ nhắc lại, trong dấu hiệu siêu hấp thì là có thở gắng sức, mà trong cái thở gắng sức thì có ba cái các bạn đánh giá, tức là thở gắng sức là thay đổi về cái tần số thở, thay đổi về cái kiểu thở trong đó là, và thay đổi về cái âm thở. Trong thay đổi về âm thở thì có hai nhóm mà thay đổi âm thở chúng ta mà tai chúng ta có thể nghe được mà chưa cần dùng ống nghe, đó là thở rên, thở nắc, thở khò khè, thở rít. Và cuối cùng là chúng ta dùng ống nghe để nghe thay đổi âm thở, trong đó là có những cái âm về những cái răng rít, răng ngáy, rồi răng ẩm to, nhỏ, hạt, rồi tiếng, nói chung tiếng thuộc ống, mà tất cả những gì mà chúng ta đã học về cái nghe phổi. Đó, thì như vậy rõ ràng nếu các bạn nắm được những cái thay đổi về mặt về cái thở gắng sức, nếu các bạn phát hiện một em bé mà nó bị thở gắng sức
thì phải đánh giá ngay là liệu em bé đã là siêu hấp, phải đánh giá ngay cái em bé có siêu hấp chưa, và siêu hấp này đã ảnh hưởng đến những cái cơ quan khác. À, chúng ta đánh giá xem thử em bé có bị tím tái không, có nhịp tim nhanh không, và thần kinh em bé có bị thay đổi giống như kích thích lơ mơ hoặc là hôn mê hay không. Nếu nghiên cứu kỹ cái slide này thì các bạn có thể là nắm được và có thể phát hiện ra được hai cái dấu hiệu, hai trong sáu cái dấu hiệu mà đe dọa tính mạng, giống như là tôi đã trình bày ở slide trước. Chỉ vậy thôi, vô phát hiện thấy em bé, muốn phát hiện em bé là có bị tắc nghẽn đường thở không, muốn phát hiện em bé có bị siêu hấp không, thì các bạn phải đánh giá à em bé có bị thở gắng sức không, và những cái dấu hiệu gián tiếp của cái việc siêu hấp lên cơ quan khác như em bé có nhịp tim nhanh không, em bé có da tím tái không, và em bé có kích thích lơ mơ hay là hôn mê hay không. Như vậy là chỉ cần đánh giá qua cái đường thở thì các bạn có thể xác định được là một 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 phần lớn những trường hợp siêu hấp đó là dấu hiệu A, là dấu hiệu thở và đường thở. Cụ thể hơn thì đây là một trong những cái phần lý thuyết thôi. Cụ thể hơn thế nào là, như chúng tôi đã nói là siêu hấp là có biểu hiện thở gắng sức, mà thở gắng sức là có sự thay đổi về tần số thở, thay đổi về kiểu thở và thay đổi về về âm thở. Thì ở đây đó là slide này tiếp theo nói về cái vấn đề là cái tần số thở của em bé. Thì cái mà chúng ta hay áp dụng khi mà chẩn đoán viêm phổi, thì định nghĩa thở nhanh trong cái viêm phổi là trẻ dưới 2 tháng, rồi trẻ từ 2 tháng đến 1 tuổi, từ 1 tuổi dưới 5 tuổi và trên 5 tuổi. Thì đây cái bảng này cho thấy các bạn là số tần số thở. Tuy nhiên thì về thực tế thực hành lâm sàng thì chúng ta khi mà chúng ta đếm nhịp thở của trẻ em thì phải đếm ít nhất là khoảng 1 phút, vì em bé nó thở thường thường trẻ nhi nhỏ, đặc biệt là những trẻ nhũ nhi nó thở rất là không đều, rất là khó để đếm nhịp thở của trẻ em. Tuy nhiên cũng may chúng ta còn có nhiều cái khác để mà đánh giá siêu hấp nữa, là ngoài ngoài cái nhịp thở. Nhưng mà đa phần khi mà em bé có siêu hấp thì đa phần đều là thở nhanh, thở gắng sức hoặc là thở chậm, nếu mà đó là giai đoạn sau, giai đoạn muộn. Đây là hình ảnh của một em bé nó thở nhanh, khó thở thành quản. Thì khi mà cái video này sẽ nghe được cái âm thanh thở rít của em bé. Thì khó thở thành quản á là khó thở vào, mà khó thở do hen phế quản á, khó thở do tắc nghẽn đường hô hấp dưới là khó thở ra. Ở đây là một bé bị hôn mê và em bé liệt liệt hoành, à, liệt hoành là liệt cơ hoành, cơ hoành không 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 di động được, thì tất cả các cơ khác nó làm việc, chủ yếu là cơ sườn nâng lồng ngực lên à, để làm việc. Ở trong cái siêu hấp á, thì có phần thở gắng sức, mà trong cái phần thở gắng sức thì cũng có một cái phần gọi là thay đổi kiểu thở. Bình thường em bé nó thở mình nhìn không thấy, nó không rất là nhẹ nhàng êm ái, mình không thấy thay đổi, mình nhìn không thấy một cái sự bất cứ một cái sự thay thay đổi gì ở cái lồng ngực đâu. Lồng ngực nô lên rồi hạ xuống một cách êm ái nhẹ nhàng. Tuy nhiên đối với em bé có thay đổi kiểu thở trong cái thở gắng sức thì các bạn sẽ thấy có gì, thứ nhất là có cái rút lõm lồng ngực, rút lõm lồng ngực, rồi các bạn có thể thấy là rút lõm hõm ức, và các bạn có thể thấy là có sự co kéo một số cái cơ hô hấp phụ, à đó, cơ hô hấp phụ, cơ ức đồng trũm. Rồi có một số trường hợp các bạn thấy có sự co rút cơ hô hấp phụ gây nên cái tình trạng em bé nó thở gật gù khi mà nó thở, cái nhịp cái đầu nó gật gù theo cái nhịp thở như vậy, đó là thay đổi kiểu thở đó. Và thì sau khi mà chúng ta quan sát cũng như chúng ta nghe
cái tình để đánh giá tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta xử trí tình trạng suy hô hấp khi mà nó ở trong cái giai đoạn là nguy kịch hô hấp. Nguy kịch hô hấp là một cái tình trạng trước, là một trạng suy hô hấp mà đang còn bù được. Còn suy hô hấp á, là khi đó là chúng ta nói là tình trạng cái cơ quan hô hấp của bệnh nhân nó đã không bù trừ được rồi, cho nên nó mới suy. Còn trước khi mà đến suy hô hấp á, thì vẫn có một cái giai đoạn là nó bù trừ được, thì khi đó người ta gọi là nguy kịch hô hấp. Như vậy nguy kịch hô hấp là cái tình trạng lâm sàng biểu hiện trẻ đang cố gắng duy trì trao đổi khí đầy đủ, dù có tắc nghẽn đường thở, dù có giảm cái độ đàn hồi phổi hay là tổn thương nhu mô phổi, và nó có những cái biểu hiện về cái tăng nhịp thở, tăng công hô hấp này, âm phế trường này, da xanh lạnh này, thay đổi tri giác. Tuy nhiên khi mà trẻ mệt hoặc là có dấu hiệu chức năng hô hấp hay công hô hấp tiến triển nhanh lên thì không thể duy trì được, tức là cơ thể, cái cơ quan hô hấp nó không có bù được. Mà khi mà nó không bù được rồi thì sẽ dẫn đến tình trạng suy hô hấp. Như vậy, trước đây người ta họ hay chia suy hô hấp ra độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì cái quan điểm mới thì người ta họ chỉ chia ra làm hai thứ để cho dễ trong vấn đề xử lý cấp cứu thôi. Đó là có suy hô hấp hay không có suy hô hấp và nguy kịch hô hấp. Nếu nguy kịch hô hấp là nhẹ hơn, còn đến có là suy hô hấp là đã nặng hơn rồi. Và cũng cố gắng điều trị sớm cho bệnh nhân trong giai đoạn là nguy kịch hô hấp. Ở trong những cái tài liệu mới về cái nói về vấn đề suy hô hấp thì người ta họ đề cập là nguy kịch hô hấp rồi đến suy hô hấp thôi, chứ họ không có phân chia chi nhiều cái vấn đề suy hô hấp độ 1, suy hô hấp độ 2. Tại vì người ta họ đặt ra như vậy để người ta họ có thể tác động và điều trị sớm cho em bé thoát khỏi và điều trị cho trong cái giai đoạn mà em bé đang ở giai đoạn mà cũng bù trừ được, khi mà bù trừ được. Chứ còn khi mà chuyển qua siêu hấp rồi thì nó khó rồi. Đây là siêu hấp, khi nó tình trạng lâm sàng của thiếu oxy rồi, nó là giảm không khí rồi đó. Và đã có những cái tổn thương đến những cái cơ quan khác, chẳng hạn như tím, chẳng hạn như kích thích là mà hôn mê rồi. Như vậy về chức năng thì siêu hấp là tình trạng lâm sàng là cần phải can thiệp để ngăn ngừa ngừng thở và cuối cùng là ngừng tim. Tiến triển từ cái nguy kịch hô hấp đến cái siêu hấp là có thể kéo dài, nhưng mà tiến triển từ một cái siêu hấp đến ngừng thở rồi đến ngừng tim là rất là nhanh. Một em bé mà chúng ta thấy rằng khi mà em bé nó ngừng thở thì nó tiến triển qua cái ngừng tim. Nào, như vậy á, là có thể là nói chúng ta nói được là một trong ba cái phần trong cái tam giác mà liên quan đến những cái dấu hiệu đe dọa chức tính mạng của trẻ em, thì trong cái tam giác ấy có vấn đề là ba vấn đề thôi. Thứ nhất là vấn đề về hô hấp, vấn đề thứ hai là vấn đề về tuần hoàn, và vấn đề về thứ ba là vấn đề về thần kinh. Trong vấn đề hô hấp thì chúng ta chú ý hai cái, tức là những vấn đề tắc nghẽn đường thở, vấn đề thứ hai là vấn đề siêu hấp nặng. Trong cái nhóm thứ hai nữa là chúng ta thấy là những về tuần hoàn á, là có cái trường hợp sốc, trường hợp tím tái, tím trung tâm, và cái nhóm thứ ba là nhóm về thần kinh mà co giật với là hôn mê. Thì cũng thêm nhắc lại cho các bạn về những cái dấu hiệu về siêu hấp thì chúng tôi nói rồi, thì ở slide này cũng nói thêm slide về vấn đề hô hấp á, nói thêm các bạn thế nào là tắc nghẽn đường hô hấp trên và tắc nghẽn đường hô hấp dưới trong cái nhóm đầu tiên mà chúng ta tiếp cận, là một trong những cái dấu hiệu đe dọa đến tính mạng, đó là nhóm tắc nghẽn đường thở. Như vậy tắc nghẽn đường thở là gồm có hai nhóm, trong cái tắc nghẽn đường thở nó gồm chia thành hai nhóm, nhóm tắc nghẽn đường hô hấp trên và nhóm tắc nghẽn đường hô hấp dưới. Thì nhóm tắc nghẽn đường hô hấp trên chúng ta có thể thấy này, thanh quản này, đúng không? Viêm nách thanh môn này,
đó, hoặc là những dị vật đường hô hấp, những dị vật mà đường hô hấp gây, đó là tắc nghẽn đường hô hấp gây. Và trong đó, trong cái tắc nghẽn đường hô hấp gây thì các bạn chú ý cho dùm cái là dị vật đường thở. Sau này thì cái bài dị vật đường thở và hắn cũng có một cái bài mà có bác sĩ khác người ta họ sẽ nói kỹ về các bạn về dị vật đường thở. Nhưng mà trong cái bài hôm nay với cái quan điểm là chúng ta có một cái nhìn chung, một cái nhìn rất là tổng quát chung về vấn đề cấp cứu, có thể nói là cái bài này cũng của mình là một cái bài nó mang tính chất tổng quát những cái chung về mặt cấp cứu, mà trong đó là nêu ra 6 cái dấu hiệu đe dọa tính mạng, thì trong đó là có 2 cái dấu hiệu về mặt hô hấp, mà trong có 2 dấu hiệu về mặt hô hấp đó chúng ta thấy có một cái cũng rất là quan trọng, đó là tắc nghẽn đường thở. Tắc nghẽn đường thở đường hô hấp trên là có dị vật đường thở hô hấp trên, rồi viêm thanh khí quản đó, rồi viêm viêm nắp thanh mô, rồi còn có một số trường hợp giống như các bạn thấy ví dụ bạch hầu nó có thể là nó viêm viêm thanh quản, nó phù nề, nó lấp luôn cái đường thở đường hô hấp trên lại, đôi lúc là chúng ta phải thực hiện đặt nội khí quản không được nhưng mà phải thực hiện khai khí quản. Còn nhóm thứ hai trong cái tắc nghẽn đường thở là tắc nghẽn đường hô hấp dưới, thì các bạn sẽ thấy một số cái bệnh điển hình cho đường tắc nghẽn đường hô hấp dưới đây, nhóm nhỏ nhỏ xíu xíu thì có cái viêm tiểu phế quản, trẻ lớn hơn thì có cái hen phế quản đó, thì là cái dấu hiệu thứ nhất của trong một trong 6 dấu hiệu. Như vậy chúng ta có thể là có sau khi qua những slide vừa rồi thì các bạn có thể là khái quát có một cái nhìn tổng quát về những cái dấu hiệu cấp cứu đây gọi đến mạng, và chúng ta đã xem một tổng quát về những cái dấu hiệu về hô hấp. Và mình xin nhắc lại, hô hấp thì có 2 cái dấu hiệu, đó là một dấu hiệu tắc nghẽn đường thở và dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu siêu hấp. Tắc nghẽn đường thở là như thế nào thì mình cũng nói với các bạn rồi, gồm có những cái nhóm bệnh như vậy đó đó. Rồi tắc nghẽn đường thở phát hiện như thế này thì chúng ta có thể nghe những cái rang phế quản của tắc nghẽn đường hô hấp dưới, và chúng ta có thể nghe rang rít tiếng của cái đường hô hấp trên, rồi tiếng ho ong ổng, rồi những cái giọng khàn là của tắc nghẽn đường hô hấp trên đó, hoặc là chúng ta sẽ ghi nhận được một cái hội chứng xâm nhập trong cái nút dị vật trong cái tắc nghẽn đường hô hấp trên của cái hốc dị vật đường hô hấp đó. Rồi siêu hấp là gì? Siêu hấp là các bạn thấy nó biểu hiện qua 2 cái tình trạng. Tình trạng đầu tiên là cái tình trạng nguy kịch hô hấp, rồi sau khi mà chúng ta không xử lý gì thì chuyển qua giai đoạn siêu hô hấp. Tình trạng suy kịch nguy kịch hô hấp thì các bạn thấy là hắn sẽ có những cái biểu hiện của thở gắng sức, trong siêu hô hấp là phải thở gắng sức, và thứ hai là mọi người đợi xí thầy vô lại.
Rồi, xin lỗi các bạn là vừa rồi là máy mình nó bị trục trặc, nó quay ra nó update lại. Cho nên là mình lại vào lại, các bạn chờ một tí. Dạ vâng ạ. Các bạn thấy màn hình lại chưa ạ? Dạ chưa thấy thầy. Rồi các bạn thấy màn hình này chưa? Dạ thấy rồi thầy. Như vậy là xong cái phần 1 phần 3 cái nội dung của chương trình. Thì bây giờ chúng ta lại qua hai cái dấu hiệu đe dọa đến mạng thứ hai, đó là dấu hiệu về tiếng tái trung tâm và dấu hiệu các dấu hiệu sốc, các trường hợp sốc. Thì là đụng vô cái cơ quan tuần hoàn thì nó hơi khó hơn. Nó hơi khó hơn cái cơ quan về hô hấp một tí, vì cái cách tiếp cận mô tuần hoàn chúng ta là hắn lại có một vừa là khó cho bác sĩ mà hắn lại cũng vừa khó cho người nhà. Thì đa phần ở những cái dấu hiệu mà khi mà em bé mà nó bị ho, nó bị khó thở, rồi nó bị tím tái đồ, bị siêu hấp, bị ho rồi thở gắng sức, thở nhanh, thì người nhà họ phát hiện ra ngay. Ví dụ như bác sĩ mình không phát hiện ra là họ cũng nói tại đang thở nhanh đó bác, tại đang thở gắng sức đó bác, tại đang rên đó bác, tại đang hắn khò khè rồi hắn thở rít đó bác. Thì những cái dấu hiệu đó là người nhà cũng phát hiện ra, mà họ người nhà họ phát hiện ra mình tổng kết lại như vậy là rõ ràng á, là hai cái dấu hiệu đầu tiên là dấu hiệu liên quan đến hô hấp là tắc nghẽn đường thở rồi siêu hấp đó, là người nhà phát hiện ra. Còn đối với cái dấu hiệu về cái tính mạng và đe dọa tính mạng mà hai cái nhóm tiếp theo đó là cái nhóm mà tím tái trung tâm này, rồi cái nhóm là nhóm suy tuần hoàn, những cái trường hợp bị sốc á, bị sốc thì đúng là nó khó hơn. Thì như vậy làm sao để mà chúng ta là phát hiện rằng là em bé nó đang bị sốc hoặc là nó đang bị suy tuần hoàn hoặc là nguy cơ suy tuần hoàn, thì chúng ta vẫn cứ theo cái bài như hồi nãy, tức là ba cái tam giác nữa là nó sẽ liên quan với ba cái vấn đề đó, là giống như một ba cạnh của một cái tam giác nó có liên quan với nhau. Thì chúng ta từ cứ cứ thử tìm thêm thử nó có những cái thay đổi gì của chính cái cơ quan tuần hoàn và nó có những cái thay đổi gì mà do cái suy tuần hoàn nó gây ra. Thì chúng ta thấy này, suy tuần hoàn có thể gây ra cái gì, các bạn nhìn ở dòng dưới thì thấy là đối với cơ quan khác về về da thì tím tái đúng không, về chi nó lạnh. Rồi về vấn đề trí giác như hồi nãy, về vấn đề số lượng nước tiểu tự nhiên thôi tuần hoàn thì nó sẽ làm cho cái chuyện mà lưu lượng đến 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 đến, đến thận là nó tệ, cho nên là cái số lượng nước tiểu thấp xuống đó. Thì bây giờ là đối với suy hô hấp nó rồi, rồi bây giờ nó đối với suy tuần hoàn là các bạn sẽ đánh giá những cái gì. Thứ nhất đánh giá nhịp tim, thay đổi về tần số tim, thay đổi về cái mạch
đó là cái độ nảy của mạch đó, rồi thay đổi về cái độ phục hồi sắc da, đó là phục hồi mao mạch ngoài da, và thứ tư là cái huyết áp động mạch đó. Thì rõ ràng khi mà đánh giá về vấn đề suy tuần hoàn thì chúng ta cần những kiến thức là nó nhiều hơn, nó đi sâu hơn, chuyên nghiệp hơn. Bác sĩ biết được, có nhiều khi người nhà họ cũng không biết được. Tuy nhiên mà khi mà để tình trạng suy tuần hoàn nặng quá, chấn thương tim luôn rồi, thì nó yếu, em bé nó mềm xèo ra, thì rõ ràng là người nhà họ cũng nhận ra chứ không phải chờ đến mình. Nhưng mà tuy nhiên khi mình nhận ra sớm, thứ nhất là nhịp tim mình nhanh chậm, cái độ nảy của mạch. Cho nên các bạn thấy trong những cái tờ nói về vấn đề suy tuần hoàn là các bạn hay thấy cái gì, các bác sĩ hay dùng cái từ là nhịp nhanh nhẹ, đây khó bắt đó, cái nhịp nhanh nhẹ khó bắt là các bạn thấy là chúng ta em bé đã có những cái dấu hiệu về mặt là suy tuần hoàn rồi. Thì bản chất của nhịp tim là các bạn biết rồi, nhịp tim nó đập, nhịp tim nó nhanh lên, sẽ có vấn đề gì về vấn đề tim mạch, cho nên cái nhịp tim nó nhanh lên, nhịp tim nhanh này đó là một cái gì đó biểu hiện của cái cơ quan tuần hoàn để bù lại, nó bù lại. Còn độ nảy của mạch, độ nảy của mạch phải đầy đủ. Rồi cái refill, là cái bộ phục hồi sắc da, rồi cái huyết áp động mạch. Đó, thì rõ ràng các bạn thấy, để dễ nhớ thì các bạn thấy đối với cái suy tuần hoàn, với cái suy hô hấp là các bạn thấy là có dấu hiệu thay đổi về tần số thở, rồi kiểu thở, rồi bây giờ là thay đổi về cái âm thở. Thì bây giờ bên suy tuần hoàn các bạn cũng thấy như thế, cũng có thay đổi về tần số tim, đúng không? Rồi cái kiểu mạch, đây mình không nói là kiểu như tim nữa, mà đây là kiểu mạch. Cái mạch của hắn là nó nảy nên không có mạnh, mạch rất là yếu khó bắt, đúng không? Và cuối cùng là cái mà chúng ta có thể là xác định được, đó là huyết áp động mạch. Huyết áp động mạch nó có thể bị tụt, bị kẹp đó, bị tụt đó. Thì có một số trường hợp nó tăng nhưng mà nó vẫn là suy tuần hoàn đó. Suy tuần hoàn đây thì đây thời gian có thể nói là đây là một số cái để mà các bạn có thể làm để mà phát hiện ra cái tình trạng suy tuần hoàn. Ngoài nhịp tim nhanh ra, ngoài cái độ mạch này nhảy rất là nhẹ, mạch nhanh, rồi mạch nhẹ khó bắt, rồi ngoài cái huyết áp ra, thì hắn có một số trường hợp đối với người ta họ dùng cái thời gian đổ đầy máu mạch này để người ta họ xác định cái tình trạng là xem thử có bị suy tuần hoàn không. Tuy nhiên cái việc mà xác định thời gian đổ đầy máu mạch là không phải là một cái dấu hiệu duy nhất mà để đánh giá suy tuần hoàn. Vì chúng ta có một số trường hợp là trẻ nó vẫn là bình thường nhưng mà thời gian đổ đầy máu mạch nó vẫn cứ cao, nó cứ vẫn cứ kéo dài. Đối với trường hợp mà bị em bé bị co mạch do lạnh rồi đó, thì cho nên người ta ở đây họ làm một cái là làm cái móng tay này, người ta họ bác sĩ người ta họ mà ấn cái móng tay xuống thì nó bắt đầu là nó đè cái hệ thống cái giường mao mạch ở dưới cái móng làm thành trắng ra, bắt đầu người ta họ thả ra, tính cái thời gian từ khi thả ra cho đến cái thời gian mà nó hồng hào trở lại như bình thường á, thì là tính thời gian đổ đầy mao mạch. Ở đây ở dưới này người ta lấy cái này là nền xương ức, sau khi họ ấn vào xong, ấn sau thả ra thì còn để dấu đây, và tính thời gian thở ra, bỏ cái tay ra cho đến cái thời gian mà cái da dưới cái chỗ ấn này mà nó bằng lại cái da xung quanh, nó gọi là thời gian đổ đầy mao mạch. Thì trong cái trường hợp bị sốc á, da bị sốc rồi bị suy tuần hoàn, thời gian đổ đầy mao mạch này nó kéo dài ra. Rồi cái triệu chứng của cái suy tuần hoàn, khi đã nói đến suy hoàn là chúng ta phải nói đến cái huyết áp, đúng không? Để nói huyết áp thì đây là một cái bảng huyết áp của những cái trẻ tùy theo độ tuổi, nhưng mà để cho tính nhanh á, thì người ta họ nói thế nào là hạ huyết áp, thì người ta bảo là hạ huyết áp ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi á là dưới 70, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi là dưới 70, cái tối đa là dưới 50 là huyết áp tụt. Còn bắt đầu trẻ từ 1 đến 10 tuổi, nếu mà 1 đến 10 tuổi thì chúng ta áp dụng cái công thức là nếu như mà có huyết áp mà nó dưới cái 70 cộng trừ 2 cộng 2N với N là tuổi của trẻ thì lúc đó là tính là hạ huyết áp. Ví dụ như đứa
Ví dụ như đứa là 5 tuổi, đúng không? Một bé 5 tuổi mà có huyết áp dưới 80, có dưới huyết áp 80 lần 80 mm thủy ngân huyết áp tối đa thì gọi là huyết áp bé đã bị thấp, bị tụt tụt huyết áp. Còn đứa trẻ mà trẻ trên 10 tuổi thì người ta lấy một con số chung là huyết áp cứ dưới 90. Trên 10 tuổi thì dưới 90 là huyết áp thấp, là bị tụt huyết áp, để đánh giá cái triệu chứng của cái huyết áp động mạch tụt hoặc là kẹp hoặc là tăng. Đó. Như vậy nhắc lại, khi mà đánh giá trẻ có bị suy tuần hoàn không thì các bạn phải đánh giá được xem thử nhịp tim của trẻ như thế nào. Cái thứ hai là mạch của trẻ như thế nào, tần số mạch, kiểu cái kiểu của cái mạch mạch nhẹ, nhanh nhẹ, khó bắt. Rồi các bạn đánh giá cái thời gian phục hồi sắc da, thời gian đổ đời máu mạch kéo dài đến 2 giây, huyết áp động mạch tụt kẹp đó. Và các bạn có thể đánh giá thêm một số cái ảnh hưởng của cái suy tuần hoàn đến cơ quan khác đi. Cái việc vì cái tưới máu, suy tuần hoàn là suy giảm cái tưới máu mô, không 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 đảm bảo mô, không bảo máu máu đến các mô đầy đủ, trong đó những cái mô quan trọng ví dụ như là ở thận, rồi ví dụ như là ở thần kinh, đặc biệt cái cơ quan tiêu hóa đó, thì các bạn sẽ thấy những cái thay đổi về mặt sắc da, thay đổi về mặt tri giác nếu như có thiếu máu não, thiếu oxy não, rồi những cái thay đổi về mặt số lượng nước tiểu, chẳng hạn như là suy tim, nước tiểu ít, tiểu nhiều đó. Thì các bạn sẽ thấy một cái dấu hiệu như đó. Thì trong những dấu hiệu nhận biết suy tuần hoàn thì thường thường đa phần á, là chúng ta hay có một cái quan điểm là cứ suy tuần hoàn thì chúng ta huyết áp thôi, huyết áp thấp thì có suy tuần hoàn thôi. Tuy nhiên á, là các bạn phải cảnh giác cái vấn đề này, bởi vì đối với người lớn á, thì cũng dễ, người lớn vô là thấy mệt 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 cái đôi áp cái tụt xuống tất cả các thứ rồi dễ, trẻ lớn nó cũng dễ đôi áp dễ, nhưng mà trẻ nhỏ trẻ sơ sinh, rồi những cái trẻ mà trẻ nhỏ thì thực sự việc đo áp của trẻ sinh là cực kỳ nó khó hơn rất là nhiều. Như vậy chúng ta dùng những cái dấu hiệu khác, chẳng hạn như nhịp tim nhanh này, dấu hiệu độ nãy có mặt không bắt được, rồi refill hay là những cái khác, để chúng ta phối hợp vào để đánh giá, tổng hợp lại để đánh giá có dấu hiệu suy tuần hoàn. Tiếp theo chúng ta phải tìm hiểu thêm một cái quan điểm về cái sốc của trẻ em, thì cũng giống như là cái vấn đề suy tuần hoàn, cũng như vấn đề suy hô hấp, trước đây cũng hay phân loại ra phân suy hô hấp độ 1, suy hô hấp độ 2, suy hô hấp độ 3, hoặc là về tuần hoàn á thì kêu là bị suy tuần hoàn, suy tim độ 1, suy tim độ 2, suy tim độ 3, ví dụ như nó chia ra độ độ đó. Chứ bây giờ người ta họ chỉ đánh giá theo một cái hướng là còn bù hay không, còn bù và sắp còn bù hay là sắp mắc mù. Khi mà phân chia được một theo cái hướng này, có một cái lợi phát là để chúng ta cứ tiếp cận nhanh, điều trị sớm, và cũng rất là đơn giản trong vấn đề đánh giá tình trạng suy tuần hoàn của trẻ em. Như vậy chúng ta thấy người ta họ định nghĩa này, sắp còn bù là trẻ có dấu hiệu thiếu máu kém nhưng huyết áp tâm thu bình thường, huyết áp tâm thu bình thường đó. Còn ở dưới này là sắp mắc bù, đây là nếu huyết áp tâm thu thấp và có những dấu hiệu thiếu máu mô, thiếu máu mô trẻ bị sốc mắc bù, và huyết áp tâm thu thấp sốc mắc bù, và có thiếu máu mô nữa là sốc mắc bù. Các bạn chứng kiến một cái trẻ mà nó cái việc mà chuyển từ cái sốc còn bù sang cái sốc mắc bù á, là có thể là mất thời gian độ khoảng là vài giờ. Từ sốc còn bù sang mắc bù, mắc có thể là tiến triển trong vài giờ, nhưng mà từ sốc mắc bù này mà chuyển sang ngừng ngừng tim đột rồi chuyển sang ngừng tim là rất nhanh, tính theo từng phút. Như vậy cái thời gian mà muốn muốn điều trị tốt nhất là điều trị ở cái giai đoạn là sốc còn bù, chứ còn khi mà bắt đầu sốc mắc bù rồi đó mà điều trị thì sợ không kịp đó. Cho nên cái cách mà người ta họ chia là sốc còn bù hay là sốc mắc bù, nó có lợi trong vấn đề điều trị như vậy, không cần độ 1, độ 2, độ 3 gì cả. Sắp này còn bù hay không còn bù, mắc bù thì nguy hiểm rồi, mắc bù từ mắc bù cái đến sẽ ra ngừng tim rất là nhanh, còn từ sốc còn bù đến sốc mắc bù thì chúng ta vẫn còn một thời gian vài giờ để chúng ta có thể can thiệp cho trẻ được. Thì cái slide này nó
cho các bạn thấy một số phân loại cái bộ các loại sốc của trẻ em, thì tất cả các trường hợp sốc của đi vào bệnh viện thì cũng được đánh giá đó là những dấu hiệu nặng đe dọa đến tính mạng. Tất cả những trường hợp sốc mà được đánh giá khi vào cấp cứu thì đều được phân loại là dấu hiệu đe dọa đến tính mạng mà chúng ta phải cần phải can thiệp, xếp vô cái nhóm là dấu hiệu cấp cứu. Trong đó các bạn sẽ thấy những cái nhóm này sốc của trẻ em này, sốc nói chung đó, thì ở đây có mấy cái này: sốc giảm thể tích này, sốc phân bố này, sốc tim, sốc tắc nghẽn này đó. Sốc giảm thể tích thì chúng ta có thể có một số đại diện, chẳng hạn như là tiêu chảy, mất nước, sốt xuất huyết, mắc máu nặng, chấn thương rồi đó là giảm thể tích. Cái thứ hai á, là sốc phân bố, thì mặc dù là cái thể tích nó không có mất đi, thể tích tuyệt đối nó không mất đi, nhưng mà thể tích tương đối nó lại mất đi là do cái mạch nó giãn ra, cho nên cái lượng dịch ở trong mạch mình thêm một cái tỷ lệ mà gọi là tương đối thôi so với cái hệ thống thì nó không đầy đủ, nên gọi là phân bố, do cái phân bố nó không đầy đủ. Cho chúng ta có cái đại diện là sốc nhiễm trùng, sốc phân vệ và sốc thần kinh, sốc tim, đúng không? Thì dịch cũng không thiếu, mà mạch thì nó cũng không giãn nhưng mà vẫn sốc. Chúng ta thấy là trẻ bị tích bị giãn mạch rồi gây đến sốc, nhưng mà trong trường hợp sốc tim thì cũng không giãn hay tích mà cũng không có giãn mạch luôn, nhưng mà lại sốc tim thì do bắt đầu là do cái bơm. Chúng ta có thể là tưởng tượng cái hệ thống tuần hoàn là giống như là tim là một cái bơm đó, còn hệ thống mạch là những cái đường ống nhựa ví dụ như đường ống xu đi, rồi cái mô mà để được tưới máu đến là giống như là cái bơm nó tưới máu vào một vườn rau đây, chúng ta tưởng tượng như vậy. Thì ví dụ như sốc giảm thể tích đó, thì rõ ràng là chúng ta thiếu nước, cho nên là có bơm máy cũng không có ý nghĩa gì. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm là nhóm sốc phân bố, là các bạn cảm thấy tưởng tượng giống như đó là một cái máy bơm, cái hệ thống bơm mà hệ thống mấy cái ống nước nó bị giãn, hoặc là gần những bể ống nước chẳng hạn như đó, bể giãn cái ống nước nó bị giãn ra, thì cho nên là cái lượng nước mặc dù đủ đó nhưng mà hắn chỉ đi ở trong đường ống, nó không tạo ra một áp lực gì cả để mà cái phân phối đến cho các mô không cứ rào được. Và cuối cùng là cái ba là cái sốc tim. Cái sốc tim là các bạn tưởng tượng giống như là cái bơm nó bị hỏng rồi, bơm nó chạy thiệt là nhanh, bơm nó hỏng rồi, nó không có bơm đi được, nó không bơm đi được mà cũng không lái nước về được, như vậy là sốc tim. Có một số trường hợp sốc tắc nghẽn là ngoài tim mà kiểu tràn ép tim, tràn khí màng phổi do áp lực, còn đóng mạch thiên tắc phổi. Ở đây hiện có một số dấu hiệu lâm sàng của sốc cho em, thì tôi không nói nhiều về cái phân loại sự khác nhau giữa sốc giảm thể tích, sốc phân bố và sốc tim, cũng không cần nói nhiều, tại vì cái bài này chủ yếu là bản bài cho các bạn có thêm một cái nhìn tổng quát về những cái dấu hiệu bệnh nặng đe dọa tính mạng. Dựa trên những cái kiến thức tổng quát như vậy thì theo từng bài một, ví dụ như bài về hen phế quản, bài về tim viêm tiểu phế quản, rồi bài về sốc giảm thể tích, rồi bài về các sốc phân bố, rồi bài về sốc tim, tất cả các thứ đều có những cái bài đó các bạn học riêng, từng cái bác sĩ riêng. Còn tôi cũng kỳ vọng là cái bài của tôi chủ yếu là vẫn để là cho các bạn có một cái nhìn chung, cái nhìn tổng quát rằng nếu như mà có một cái gì đó mà các bạn nắm gọn trong tay, có thể nắm gọn trong tay về những cái dấu hiệu mà nguy kịch đến tính mạng của trẻ em, thì qua cái bài này thì các bạn có thể là thấy được nó bao gồm từng nói cái dấu hiệu như đó, từng nói cái hậu chứng ở đó, còn cụ thể đi sâu vào từng cái dấu hiệu, từng cái triệu chứng đó thì các bạn sẽ học được những cái bài riêng. Nhưng mà dù sao chúng ta biết một cái chung, một cái chung như đó, thì chúng ta nói về sốc, chúng ta nói về hai cái dấu hiệu về mặt cái nhóm tim mạch đó là như vậy đó. Và như vậy đến cái thời điểm này thì chúng ta đã hoàn thành được 2/3 cái nội dung, hay nói cách khác là chúng ta đã hoàn thành được 4/6 cái đánh giá, cái nhìn tổng quát cũng như một cách nhận biết của hai cái những cái dấu hiệu đe dọa tính mạng. Trong đó thứ nhất
hai cái dấu hiệu liên quan đến vấn đề hô hấp, đó là vấn đề tắc nghẽn đường thở, vấn đề siêu hấp cấp. Vấn đề thứ hai là chúng ta có một cái nhìn tổng quát về hai cái dấu hiệu về tim mạch, đó là các loại sốc, thế nào là sốc, định nghĩa sốc, đến chẩn đoán sốc, rồi về cái tim đái, cái trung tâm. Tim trung tâm thì nó có nhiều nhiều cái, có thể là từ tim, cũng có thể là từ cơ quan hô hấp. Nhưng mà lại cũng có một cái nhìn thoáng sau khi mà chúng ta đánh giá được hai qua được bốn cái sáu dấu hiệu. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá hai cái dấu hiệu cuối cùng là của cái hệ thống thần kinh. Thì có hai cái, là một cái là đồng, một cái là hôn mê, hai là co giật. Nó hôn mê co giật thì để khám cơ quan thần kinh của trẻ em thì chúng ta phải đánh giá được những cái gì, đánh giá những cái gì. Thì thực sự ra thì đánh giá cơ quan thần kinh thì cái khi mà cơ quan thần kinh bị ảnh hưởng á, thì cái gì là bị ảnh hưởng trước, bị ảnh hưởng trước là chính là bộ não. Bộ não sẽ bị ảnh hưởng trước, bộ não bị ảnh hưởng trước cái đến hành não, thân não, tất cả các thứ là bị ảnh hưởng sau. Như vậy cái gì á mà hắn liên quan đến cái tính mạng sinh hiệu á, là cũng may á là phụ trách cái phụ trách về tuần hoàn hô hấp á, là dưới là hành não lại phía dưới, chứ không phải não vào não vỏ não, nó hành não ở dưới, không phải bắt đầu não mà ở hành não là phía dưới. Cho nên là cũng may là như vậy. Cho nên khi mà đánh giá về thần kinh của bệnh nhân, từ những trường hợp mà có một số khối u mà nó xuất phát từ ngay cái hành não thì mình chúng ta đánh giá không được thôi, chứ bằng đa phần á là khi những cái dấu hiệu mà thần kinh mà do là hậu quả của vấn đề siêu hấp, là hậu quả về vấn đề suy tuần hoàn, thì thường thường á là hắn cũng phải thay đổi theo cái thứ tự là nó thay đổi cái phần vỏ não, bán cầu đại não trước, vỏ não trước, rồi đến thay đổi đến hành não, rồi những cái trung tâm phía dưới. Như vậy rõ ràng á là muốn đánh giá về cái tổn thương thần kinh của trẻ em thì chúng ta đánh giá ba cái. Thứ nhất là đánh giá về cái mức độ trí giác của bệnh nhân, thứ hai là vấn đề tư thế, thứ ba là đồng tử. Đó, thì còn những cái thay đổi về cái cơ quan khác, chẳng hạn như thay đổi về nhịp thở, thời gian tim thì cái đó là cái sau rồi. Nhưng mà khi mà nói đánh giá về tổn thương thần kinh thì phải nói về đánh giá về tri giác, đánh giá về tư thế của bệnh nhân và đánh giá cái đồng tử của bệnh nhân. Về mức độ đánh giá tri giác của bệnh nhân thì đối với người lớn thì chúng ta sẽ đánh giá bằng bảng Glasgow. Okay. Còn đối với trẻ em thì chúng ta đánh giá bằng cái AVBU. Về tư thế, về đồng tử, về tâm lý cụ thể những cái này là sau đó những slide tiếp theo. Đây, thì khi mà đánh giá vấn đề tri giác của trẻ em thì chúng ta đánh giá dùng thang điểm AVBU. Theo đánh giá thang điểm của trẻ em, bị đánh giá tri giác của trẻ em theo AVBU thì chúng ta có ba cái mức. Mức thứ hai là tỉnh táo hoàn toàn, hay tỉnh táo hoàn toàn, linh hoạt, không có vấn đề gì hết. Mức tiếp theo đó là khi mà mình đáp ứng với lời nói, có nghĩa là mình đáp ứng với âm thanh, đáp ứng với lời nói, thì khi đó trẻ đáp ứng. Tất nhiên khi mà đáp ứng với lời nói thì chắc chắn là sẽ đáp ứng với cái thích đau rồi, đúng không? Nhưng mà ý là nói là còn đáp ứng với lời nói. Nhưng mà đến khi mức B á, là không đáp ứng với lời nói nữa, nó không có làm, không có nhận biết gì hết, như cấu béo kia thì nó mới đáp ứng, đúng không? Khi bị cấu béo kia mới đáp ứng thì gọi là mức B. B là đau, đúng không? V là vocal, là tiếng giọng nói. Và cuối cùng á gọi là không có đáp ứng gì cả. Mới lần đầu á nhẹ nhẹ thì là mình nói cũng còn đáp ứng, nặng nặng hơn xíu nữa là nó không đáp ứng, nhưng mà mình kích thích đau đáp ứng. Nhưng mà đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn này thì tương đương với Glasgow với 8 điểm, cả nói rồi cả kích thích đau đều không đáp ứng, gọi là responsive. Yeah. Thì đây là cách để mà đánh giá nhanh cái vấn đề tri giác của trẻ em, đó là thằng AVBU. Rồi hồi nãy là nói đến cái phần đánh giá tri giác, bây giờ nói tư thế của bệnh nhân. Nói về vấn đề tư thế của bệnh nhân thì mở rộng cho các bạn tí. Khi mà các bạn làm việc ở những cái khu vực cấp cứu thì hãy quan sát
cái cách, chúng ta phải quan sát cái cách mà bệnh nhà, mà người nhà bệnh nhân đưa bệnh nhân vào, họ đi đến mình là bà mẹ bồng em bé vào, hay là bà mẹ dắt em bé đi, hay là trong cái bồng em bé vào nó có hai loại bồng mà em bé nó vẫn giữ vững được, ví dụ như là bồng ngồi cho nó bé vẫn giữ vững được, em bé tức là cái tư thế hắn nói lên cái trương lực cơ mà bình thường thì cái tư thế nó đã khác. Hoặc là ví dụ như người nhà mà đưa em bé vô tình trạng nằm trên giường cũng có hai loại, cán cái xe cán đẩy vô, khi mà đẩy cán vô thì chân bệnh nhân đó cũng còn trống lên, tức là vẫn tỉnh táo, còn trống lên, giữ được chân lực cơ, giữ co cái chân, giữ chân lực cơ lại được, có nghĩa anh em chưa nổi chi. Nhưng mà ở dạng mà ở ngoài khi ngoài cán vô mà cuối cùng mà cái chân chịu đơ luôn, thẳng chân cái chân chịu đơ, hai cái tay thõng xuống, là có chừng là bệnh nặng, nó có chừng ngưng ngừng thở rồi đó, kiểu như đó. Thì cái tư thế nó nói lên cái chân lực cơ, chân lực cơ như thế nào thì nó thành ra tư thế đó. Rồi cái tư thế hắn cũng nói lên được cái tổn thương của não, ví dụ như là anh đi là phía trên này là các bạn thấy là gì, là co cứng này, co cứng mắt vỏ này, mắt vỏ là mắt ở ngoài, mắt vỏ co cứng, mắt vỏ co này. Co là ở đây nó cái tay co thôi, cái chân vẫn duỗi này, cái này rồi nặng hơn xíu nữa là duỗi cứng mắt não này, duỗi cứng cái chân duỗi hết này. Duỗi này, tay cũng duỗi này, tay duỗi, chân cũng duỗi luôn. Như vậy co cứng mắt não, mà duỗi cứng á, thì mắt vỏ. Thì khi mà một các bạn ra ngoài đường, các bạn thấy một số trường hợp tai nạn giao thông xong nó bùng phát, cuối cùng ông mới chuyển qua tư thế này hoặc là chuyển qua tư thế này, là nặng rồi đó. Có nhiều trường hợp nặng, rất là tai nạn giao thông chấn thương sọ não xong chuyển qua cái tư thế duỗi cứng mắt não này, thì gần như là tử vong, rất là nặng, nó dưới thần kinh. Đánh giá về thần kinh thì chúng ta còn đánh giá thêm chi nữa, ngoài cái đánh giá về cái tri giác bằng thang điểm APPU, đánh giá về tư thế bệnh nhân và đánh giá về cái đồng tử chúng ta đánh giá về kích thước đồng tử và đánh giá đáp ứng ánh sáng với cái đáp ứng ánh sáng của đồng tử. Thì khi mà đánh giá về đồng tử thì chúng ta chú ý như thế, kích thước của đồng tử ở bình thường và đáp ứng với ánh sáng, và so sánh hai bên, bên nào to hơn, bên nào đáp ứng hơn, để chúng ta ra một phần nào đánh giá được cái dấu hiệu thần kinh khu trú, xem chàng ép chỗ nào, trả các thứ. Ví dụ như những trường hợp bị ngộ độc như vậy thì nó có thể lặn đều hai bên, nó co đều hai bên, hoặc là nó giãn đều hai bên. Đó, chúng ta chứng tỏ là một những cái tổn thương mà mang tính chất chung, cả hệ thống, không có khu trú bên nào hết, nhưng mà cái đồng tử mà nó thay đổi một bên này chỗ này, bên kia chỗ kia, bên này thì co và bên kia thì giãn, hoặc là bên này đáp ứng ánh sáng là bên kia không đáp ứng ánh sáng, thì chúng ta phải chú ý đến cái chuyện là anh có một dấu hiệu tổn thương khu trú nào đó mà nó gây nên cái tình trạng đó. Và đối với trẻ em thì khi mà đánh giá về dấu hiệu thần kinh, chúng ta chú ý thêm một cái nữa, đó là gì, là đánh giá cái thóp của trẻ. Cái thóp này cũng có nhiều ý nghĩa. Cái thóp về có thể đánh giá dấu hiệu thần kinh này trong một số bé mà đã bị viêm não mũ rồi đó, hoặc là xuất huyết não á, thì các bạn sẽ thấy là thóp nó căng này. Cái thóp này thóp trước khoảng 12 tháng, sau 11 tháng, có đứa 18 tháng đóng thóp trước này. Rồi những cái trường hợp đó là mũ, người não mũ là gây nên thóp phòng, xuất huyết não cũng thóp phòng. Rồi thóp trũng răng, thóp trũng là cũng có thể có một số trường hợp mắc nước rồi đó, một số đứa mắc nước nó cũng thóp một có trũng. Nhưng mà người ta họ nói thóp phòng phải cộng với thêm thóp căng nữa kìa, thì không biết ra viêm não mũ, cái còn thóp phòng không cũng chưa hẳn. Thì có một số trường hợp và bệnh lý thông thường thôi, số đứa trường hợp thông thường sốc cao thóp cũng phòng này, nhưng mà nó không có căng. Căng có nghĩa là sao? Căng có nghĩa là thóp phòng mà không căng đó, tức là mình có thể mình nắng nhẹ nhàng, mình sờ không có căng như cái trống. Nhưng mà trong cái trường hợp mà thóp phòng mà căng, mà viêm của viêm não mũ là vừa phòng mà vừa căng ra nữa kìa, chứng tỏ là có tăng áp lực cái não tủy trong đây, tăng áp lực hệ thống dịch não tủy. Đó rồi đây, thì tiếp theo là về cái vấn đề co giật.
Thì em bé này nó bị co giật do hôn mê này, các bạn thấy một em bé co giật cái đồng tử, các bạn chú ý rằng cái nhãn cầu của em bé, giác nhãn cầu của em bé mà khi nó bị co giật nó không có bao giờ nó linh hoạt được, mà thường thường nó nhìn về một bên, nó nhìn ngước lên trên hoặc là nó đứng hình, nó đứng lại, nó không qua, không đi qua đi lại. Tất nhiên có một số trường hợp mà nó bị co giật là có tình trạng giật nhãn cầu, nhưng đa phần co giật của trẻ em thì cái muốn phát hiện em bé co giật hay không các bạn nhìn vào, và có một số đứa nó tăng động mình không biết nó co giật hay không, nhưng mà rõ ràng khi mà đánh giá co giật các bạn chú ý dùm cái cặp mắt quá, cặp mắt của em bé nó không có tỉnh táo, nó không có linh hoạt. Khi mà mình đưa cái tay cho em bé nhìn qua nhìn lại nó cũng chả thằng nhiệt, nó không cần nhìn theo, đứng hình rồi, nhãn cầu đứng im mà, nhãn cầu đứng im, khi mà co giật đứng im cộng theo chân tay nó cũng co giật, có thể là co giật toàn thân mà cũng có thể co giật khu trú một nhánh, nó nháy nháy cái mắt, có thể là có một số đứa co giật ở vùng mâu vùng miệng này đó. Thì các bạn khi mà đi lâm sàng cụ thể là co giật thế nào thì các bạn sẽ chứng kiến những trường hợp co giật và xử lý co giật thế nào, thì cũng có một cái bài về co giật. Thực sự đó thì cái bài này tôi cũng kỳ vọng các bạn biết một khái niệm chung, cái khái niệm chung, những cái kiến thức chung nhất về vấn đề cấp cứu, những cái mặt bệnh chung nhất về mặt cấp cứu đó. Thì ngoài những cái dấu hiệu mà như tôi đã nói là về những cái dấu hiệu bệnh nặng cần cấp cứu là gồm có, chú ý này, một là hai cái hô hấp, là cái tắc nghẽn đường thở, rồi cái siêu hấp là hai, cái tím tái trung tâm là ba, cái sốc là bốn, cái hôn mê là năm, cái co giật là sáu. Thì hắn có những cái dấu hiệu mà chúng ta tiên lượng và em bé nó có thể dẫn đến cái tình trạng, hoặc là có những dấu hiệu kèm theo, những dấu hiệu chỉ điểm để chúng ta biết rằng em bé có nguy cơ bị cái này, có nguy cơ bị cái nọ. Những cái vừa rồi, những slide trên là các bạn thấy là hắn là biểu hiện trực tiếp như đó. Còn bây giờ là khi mà có bệnh nhân vào nhưng mà nó chưa có những cái dấu hiệu trong một cái những sáu hiệu đó, nhưng mà nó có những cái dấu hiệu như thế này thì các bạn phải chú ý rằng có nguy cơ bị sốc. Ví dụ đây là một trường hợp là bị tử ban, đúng không? Bị tử ban do não mô cầu. Thì nếu mà bị tử ban do não mô cầu này là chắc chắn là nguy cơ là có nhiễm trùng ở trong huyết. Mà có nguy cơ nhiễm trùng huyết do não mô cầu là vẫn có nguy cơ viêm màng não mũ do não mô cầu và có nguy cơ sốc nhiễm trùng do não mô cầu. Đó. Thì cái hình ảnh đôi lúc cũng gợi lên cho mình những cái mà để mà mình xử lý cấp cứu cho bé. Đó, thì cái này là những cái tiếp cận và xử trí trẻ bị nặng. Thì thực sự ra thì chúng ta cũng đã làm việc liên tục ở trong vòng 2 tiết. Những cái phần này thì mình sẽ gửi cái tài liệu cho các bạn. Và cái tài liệu là tài liệu chuẩn của Bộ Y tế, là cái cách mà để chúng ta hướng dẫn xử lý một cái bệnh nặng. Trong đó thì các bạn là thấy này, hắn có những cái rất là rõ ràng khi mà chúng ta xử lý một cái bệnh nhân cấp cứu, nó khác xử lý ở bệnh nhân ở bệnh phòng. Khi mà xử lý một bệnh nhân cấp cứu là chúng ta phải đưa ra một bước qua những cái bước như thế này, buộc phải có, mặc dù thì bốn bước vậy thôi nhưng mà cực kỳ nhanh và đang xem với nhau. Bao giờ nguyên tắc của hắn cũng là thứ nhất là đánh giá phải nhanh, thứ hai can thiệp phải kịp thời, và thứ ba là phải các bước tiếp cận là gồm tất cả các bệnh nhân vô mà khi cấp cứu phải đánh giá bước đầu xong có bị lấn cấn về vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C như tôi nói vừa rồi trong sáu dấu hiệu này, và lo xử lý hồi sức xong thì trong quá trình hồi sức xong là đánh giá lại bước hai và sau tìm ra những vấn đề mấu chốt rồi xử lý cấp cứu, cuối cùng là ổn định và vận chuyển bệnh nhân đến đơn vị điều trị. Đó, thì đây là cái thái độ xử lý chung của tất cả những trường hợp cấp cứu, mà trong đó có những cái dấu hiệu cấp cứu đe dọa đến mạng vừa rồi mà các bạn có cần chú ý. Thì cái tài liệu cụ thể đánh giá từng cái, ví dụ như đánh giá đường thở rồi xử lý như thế nào, rồi đánh giá tuần hoàn xử lý như thế nào, rồi đánh giá thần kinh rồi xử lý thế nào, đánh giá những cơ quan xử lý thế nào, thì đó là những cái nội dung mà các bạn phải chú ý trong những slide. Thì đây là một cái slide mà tôi cũng tổng hợp
nhiều cái tài liệu, trong đó là có trong cái quyển tài liệu là cấp cứu nhi khoa nâng cao. Tuy nhiên khi các bạn đi thi, khi các bạn dùng tài liệu để mà mình viết bài hoặc mình đi thi thì tôi sẽ gửi cho các bạn qua cái email của các bạn lớp trưởng ở hai lớp để cho các bạn có những cái thông tin để phục vụ cho vấn đề nghiên cứu cũng như là phục vụ về vấn đề thi cử của mình. Như vậy đến bây giờ thì cái phần mà hướng dẫn của tôi qua cho các bạn hai lớp về cái những dấu hiệu bệnh nặng cũng đã hết đã xong. Thì còn vài phút nữa, nếu như các bạn mà không có ý kiến gì thì chúng ta có thể tổng kết ở đây. Thì về vấn đề điểm danh thì chắc cũng không cần đâu rồi. Tôi thấy các bạn vào nhìn vào cái bài danh sách thì thấy là nó cũng không có bạn nào là số lượng bao nhiêu ở bên này. Dạ đủ rồi, lớp em là đủ rồi. Đủ. Rất là mấy